Chào cô chú chị, em là Điền đây. Thì cũng khá lâu rồi, mấy ngày rồi em chưa đăng lại video. Thì hôm nay em quay thì cũng cận kề Giáng sinh rồi. Thì em đi chúc cô chú chị một Giáng sinh thật là ấm áp và hạnh phúc nha anh chị. Em Điền đang ở đây là hiện tại đang có mặt ở tại biển Hồ Tràm anh chị. Ở đây là thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ơi. Sau lưng em Điền đây thì là đường đá rộng khoảng là 6-7 mét, chuẩn bị trải nhựa anh chị. Nay em Điền sẽ giới thiệu với cô chú chị một lô đất nằm ngay biển Hồ Tràm, mà cách biển thì chưa tới một cây số, ra tới biển đường ven biển có mấy trăm mét à, mà giá cực kỳ rẻ anh chị. Từ 12 tỷ mà bây giờ giảm sâu luôn, còn là có 7 tỷ rưỡi thôi anh chị. Rồi bây giờ em Điền sẽ quay gần cảnh cho cô chú chị mình xem nha. Rồi, trước mặt của chú chị mình đây là đường đá nha. Mặt tiền của đất mình là mặt tiền đường đá, rộng khoảng là 6-7 mét anh chị, chưa tính vỉa hè. Chuẩn bị đổi nhựa anh chị ơi. Trước đầu kia là một cái ngã ba, mình rẽ bên tay trái nè, là mình đi ra 328 nè, có mấy trăm mét rồi. Còn mình rẽ bên tay phải này, mình đi ra đường, đi thẳng xuống đường ven biển luôn nha anh chị. Từ đây xuống nó khoảng mấy trăm mét thôi. Ở trước đầu kia ngã ba đó là đã trải nhựa rồi, là trải tới đó rồi. Bây giờ là giai đoạn tiếp theo là sẽ trải nhựa tiếp cái con đường của mình đây nha anh chị. Rồi sau lưng của chú chị mình đây cũng là cái đường này, mình cũng đi ra được 328 nha anh chị. Đi tới đây có rẽ bên này nè, là cũng đi ra 328. Nói chung là cái giao thông ở đây thì cũng khá là thuận tiện anh chị. Tại cái lô đất em muốn giới thiệu với cô chú chị thì mình đây có diện tích là 15m và sâu 47m anh chị, và có sẵn 100m thổ cư. Hiện tại là đất ở nông thôn, quy hoạch là đất ở đô thị nha anh chị. Cái chỗ xã Phước Thuận này tương lai là lên thị trấn đó chị. Đây, ranh móc là từ giáp cái nhà này ha. Đó, rồi qua bên cái cột móc bên đây là 15m và sâu là 47m nha anh chị. Cũng khá là sâu, 47m. Sâu tuốt với tới cái nhà đó ha. Sâu 50m. Và đất mình thì tương đối bằng phẳng và cao ráo nha. Tính ra đất mình là không có cần đổ gì thêm hết, nó bằng với đường luôn rồi. Đất mình vuông vức nha chị, 15m đầu và đuôi mình nở một chút xíu là 15m1 hay sao. Cái đất mình gia chủ cũng khá lâu rồi chưa xuống nên dọn dẹp. Nói chung thực sự ra với cái giá này thì cái thị trường này thì thực sự là xuống dốc trầm trọng, nên là bây giờ chủ đất mình cũng kẹt cứng rồi. Bây giờ giảm mạnh luôn là giảm 12 tỷ mà giờ bán có 7 tỷ rưỡi à. Tương đương là cái đợt trước là bán là 800 triệu một mét ngang ha. Và bây giờ bán có 500 triệu một mét ngang thôi, là khoảng là 7 tỷ rưỡi đó anh chị. Tính ra mét vuông thì khoảng đâu đó 10 triệu mấy, 10 triệu 6 anh chị ha. 6 một mét vuông. Cũng khá là đẹp. Từ đây xuống biển cũng khá là gần anh chị. Có chưa tới một cây số nè. Mình đi xuống đây có mấy trăm mét mình xuống tới đường ven biển rồi. Chỗ anh chị biết rồi, biển Hồ Tràm là cái biển cũng khá là cũng có tiếng đó. Và chỗ này thiên về du lịch biển anh chị. Ra các resort rất là gần đây. Từ cái chỗ mình, cái chỗ em đi xuống cái ngã tư đó thì khoảng đâu đó cây số, còn ra đường bên biển chưa tới cây. Tiện ích thì cũng đầy đủ, đã có sử dụng là điện rồi, điện tới nơi và nước máy rồi anh chị. Dân cư ở đây thì nói chung là dân cư ở đây ở thì chưa có đông lắm. Ra tới đây là trường quốc tế rồi nè, đó anh chị có thể thấy nè, trường quốc tế rồi. Đa số đất ở đây không phải là đất dân nữa, mà toàn là đất các anh chị ở phương xa đổ về đây mua và để dành, hoặc là để làm kinh doanh cho tương lai cái biển du lịch này.
nên là anh chị có thể thấy là nhà cửa chưa xây dựng là như vậy. Trước mặt của chú chị đây, mình đây là cái vị trí của em Điền đang ở vị trí đất nè anh chị. Đây, đất mình sẽ nằm ngay đây chị ha. Và cái đường này là không phải là đất mình bị đâm đường đâu nha chị. Cái đường này là đường đất của người ta thôi, nên là sau này người ta sẽ rào đất lại. Vị trí của mình là mặt tiền đường của mình là tên là đường ODA Hồ Tràm anh chị. Mình ra đây nè, mình đi thẳng đường này nè. Đó. Mình đi đường này đi thẳng xuống là đi xuống biển nè anh chị, đường lên biển này. Đó, còn mình muốn đi ra đường tỉnh lộ 328 mình ra đây và mình đi xuống biển Hồ Tràm này, ngã tư Hồ Tràm này. Và đây là bãi tắm công cộng nè và các resort xung quanh. Đó, chị có thể thấy. Rồi. Cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này á thì cứ liên hệ em Điền. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế cái bất động sản này nha. Rồi em Điền xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị clip sau. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Điền nha. Rồi xin kính chào.